Trong này mát lắm. Ui, có điện nhưng mà tối. Đẹp nhá, ui. Mình chưa bao giờ vào cái hang động mà nó rộng khổng lồ như thế này. Để xe ô tô cho khách du lịch. Đây là cảnh vật xung quanh của hang động. Rất chi là đẹp. Mệt nhưng mà vui đúng không? Bắt mình vác chân đây. Rất chi là hớt hải. Còn quay. Còn quay nữa. Gần đến rồi, cố lên. Gần đến đỉnh Vinh Quang rồi. Đã chuẩn bị lên đến cửa hàng. Có vẻ rất chi là đẹp. Ôi chà. Không ví đấy. Ủa ôi, trong này mát lắm. Ôi, có điện nhưng mà tối. Thế ạ? Nước dâng vào á? Ở đoạn cuối là nước vào ạ. Mình cứ lội nước được mà. Bơi cũng được. Dạ, yeah. Thôi đến cái chỗ nào mà không còn quay được nữa thì thôi. Wow. Đẹp nhá, ui. Mình chưa bao giờ vào cái hang động mà nó rộng khổng lồ như thế này. Anh ơi, đến trong nhà kẻ bàng thì nó chỉ đến mức như này thôi. Chỗ này mà điện lung linh là ok mà. Cái này đầu tư á cái chứ. 10 tỷ thì bây giờ có 7 tỷ không? Ủa? Thế ạ?
Thôi em cứ ở đấy đi. Thôi rồi em cứ ở đấy. Trung kia còn đẹp hơn. Đấy, ui giời, không đi thì phí. Em vẫn ghi hình đấy. Đúng rồi, vi hành. Ui nhưng mà mấy cái bậc này xây cao quá nhỉ. Đáng nhẽ xây thấp thấp. Vâng. Đấy xây thấp thấp vậy, xây ven cái ấy của nó thôi. Đẹp quá cơ mà hơi tối. Vâng. Hang là đầu tiên vào. Còn nó đi qua đây rất nhiều rồi. Đúng rồi. Mai sau còn kể cho con cháu nó nghe. Hang này sâu bao nhiêu mét anh biết không? Không rõ. Không rõ lắm à? Trước mà đi khảo sát thì hơn 600 mét. À, cái hang này tên nó đầy đủ là gì anh? Khó Chu La. Cái gì? Khó Chu La. Khó Chu La. Ở bảng? Toàn dê A1. Dê A1. Xã Xá Nhè. Huyện Tùa Chùa. Tỉnh Điện Biên. Việt Nam. Sắp đến cuối chưa anh? Chưa. Thế à? Còn khoảng 400 mét nữa đúng không? Ui, trông cái đẹp thế. Đẹp tuyệt vời. Vào đây đi tập thể dục rồi anh. Đẹp nhờ. Cái này mà đèn các loại màu nữa thì đẹp tuyệt vời luôn. Chỗ này có suối này. Wow. Tắm ở đây thích lắm ấy. Mặn này. À. Vâng. Chị đợi em tí nhá, xuống đây em tắm tí. Tắm tiên. Đẹp nhá. À, hàng trăm triệu năm, hàng tỷ năm. Hoa quả sơn. Đi đi anh. Đây là hai du khách. Có thể là vui. Cột này đẹp chưa? Trời, cái này cả trăm triệu năm nhỉ? À, hàng tỷ tỷ năm. Ui, chỗ này hồi xưa đưa em vào đây đắp này. Cái này kiểu như trẻ con nó chơi ấy nhỉ? Đó là đủ một con gà, một bậc hai người. Đẹp quá, đẹp quá. Ui, trời, sắp đến những cái chỗ trông gai này. Wow, chỗ này đẹp chưa? Sắp đến cung điện rồi bà con ạ. Wow, thật bất ngờ. Wow, đây là mê cung này. Trời ơi, thật là đẹp. Wow. Đẹp mà. Đẹp quá. Em đi
xuân mà tuyệt vời. Vẫn đi vẫn càng nhận là nó vẫn cứ đẹp, càng leo càng mê. Đường nửa chưa anh? Đường nửa đường chưa? Mới thế ạ? Ui ôi, nhưng mà trong này không có con gì lạ nhỉ? Thế à? Chưa hết đâu, còn leo lên đỉnh nữa kìa. Vào đã chết mê chết mệt rồi, ra làm sao được. Chỗ này hơi trơn đấy nhá, đi cẩn thận. Thôi anh cứ để cho chị ở đấy chơi mới rơi. Wow, ui ôi, trong này là chỗ đẹp tuyệt vời này. Trời ơi, chị không lên trên này là phí cả một đời. Phí cả một đời ân oán đấy. Wow. Cứ lên đi hết rồi. Nghe đây. Đúng rồi. Thôi kệ chị đi. Phí cả một đời ân oán. Wow. Trời ơi, thôi chị về đi, em ở đây đây. Ok. À, đến đây là điểm cuối đúng không anh? Vẫn còn nữa nhưng mà nước không đi được.